người Ý và Maradona có những mối lương duyên nhất định. Nó khởi đầu từ World Cup năm 1982 khi hai đội tuyển Italia và Argentina đụng độ ngay từ vòng bảng. 4 năm sau đó, duyên nợ lại đưa họ đối đầu với nhau. Và lần này cậu bé vàng không bỏ lỡ cơ hội để phá lưới đội tuyển màu áo thiên thanh. Thời điểm diễn ra cuộc đối đầu đó, Napoli từng bỏ ra đến 9 triệu đô la để sở hữu Maradona, một kỷ lục thời bấy giờ. Họ cũng chẳng thể ngờ được sau đó số 10 huyền thoại của Argentina đã trở thành biểu tượng của Napoli, là người bảo hộ và là cầu thủ vĩ đại nhất của thành phố này. Giữa Maradona và Italia luôn tồn tại hai chữ duyên và nợ. Hãy bắt đầu bằng một sự kiện thuộc vào hàng đặc biệt nhất về văn hóa bóng đá. Ngày 3 tháng 7 năm 1990, đó là một ngày hết sức đặc biệt đối với Calcio, tức là bóng đá Italia, vì nó đã chứng kiến một sự việc vô tiền khoáng hậu mà không bao giờ xảy ra một lần nào nữa trong lịch sử. Đấy là thời điểm mà bản nhạc huyền thoại mùa hè Italia đang trong thời kỳ réo rắt nhất, khi mà World Cup năm 1990 được tổ chức trên xứ sở mì ống đang đi đến giai đoạn nước rút cuối cùng hòng tìm ra nhà vô địch thế giới. Đá trên sân nhà, binh đoàn thiên thanh được kỳ vọng rất cao từ đội trưởng thủ lĩnh và cũng là huyền thoại của Inter, Giuseppe Bergomi, đá cặp cùng huyền thoại của AC Milan là Franco Baresi, cho đến những Salvatore Silasi, Gianluca Vialli hay Roberto Mancini trên hàng công. Và tất nhiên rồi là cả nhân tố lão làng 31 tuổi Carlo Ancelotti, hay cầu thủ trẻ được nhiều người mến mộ với kiểu tóc đặc biệt Roberto Baggio nữa. Thấy thế mà dàn sao thượng thặng đó của người Ý lại trở nên lu mờ và lép vế hoàn toàn trên truyền thông và cả truyền miệng trước và trong ngày 3 tháng 7 đấy. Đơn giản vì đối thủ của Italia trong trận bán kết ấy chính là Argentina của Diego Maradona huyền thoại. Đặc biệt ở chỗ là Maradona ngày ấy đang làm nên tên tuổi ở Napoli. Maradona mang quốc tịch Argentina nhưng gốc của ông là ở chính Italia. Buenos Aires là thành phố của Argentina nhưng có tỷ lệ người gốc Ý cao nhất thế giới. Từ nhiều thế hệ, lượng người nhập cư từ Italia đổ sang Nam Mỹ, đặc biệt là Argentina rất nhiều. Do đó văn hóa của hai nước có sự giao thoa rõ rệt. Và càng đặc biệt hơn, trận bán kết ấy được tổ chức tại chính sân vận động San Paolo, sân nhà của câu lạc bộ Napoli. Người Italia có nhiều lý do ngoài chuyên môn để lo lắng trước thềm trận đấu ấy. Thứ nhất là vì đa số họ rất mê tín khi phải rời xa thủ đô Rome vốn đang phong thủy tốt vào thời điểm đó. Và thứ hai là vì Napoli là một thành phố rất đặc thù. Không chỉ là một trong những khu dân cư lâu đời nhất thế giới, mà Napoli còn nổi tiếng với một bộ phận người dân cực đoan, luôn cảm thấy thành phố này bị đối xử bất công trên nhiều khía cạnh. Và cũng chính vì thế mà lòng ái quốc của họ nhạt bớt đi. Chính bối cảnh đó đã dẫn đến một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu. Một nửa người Italia trong sân hôm ấy đương nhiên cổ vũ Azzurri, nhưng nửa còn lại thì sẵn sàng phản bội đội bóng của đất nước để ủng hộ Argentina, ủng hộ Diego Maradona, người mà họ xem là chú. Thậm chí các cổ động viên ấy còn răng cả biểu ngữ Napoli non e Italia, tức Napoli không phải Italia, nhan nhản trên đường phố và cả trong sân vận động. Kết quả của trận đấu ấy, khi Italia gục ngã tại San Paolo dưới chân của người khổng lồ Maradona, người đã thành công quả luân lưu quyết định lại càng khiến trận đấu này vang danh hơn trong lịch sử. Đã 33 năm trôi qua kể từ cảnh tượng đáng nhớ đó, Thánh Diego cũng đã thực sự đi từ đời thật vào thần thoại. Và sân San Paolo ngày nào nay cũng đã đổi sang tên ông để vinh danh ông. Quá nhiều thứ đã đổi khác, bóng đá hiện đại ngày nay cũng đã khác ngày xưa. Nhưng có một điều chưa thay đổi, cuộc chạm trán này lừa tại Napoli ngày ấy chính là lần duy nhất Italia và Argentina đối đầu nhau trong một trận đấu chính thức có thể đem lại một cảnh tượng, một không khí khủng khiếp đến như vậy. Nửa đời người đã trôi qua rồi đấy, thật vậy. Kể từ World Cup đáng nhớ ấy, hai đội còn gặp nhau thêm 3 lần vào các năm 2001, 2013 và 2018, tức là bắt qua 3 thế hệ khác nhau, nhưng đều là trong các trận đấu giao hữu. Nói rộng nói dài, quay trở lại cả những năm 90 như thế cũng chỉ làm nổi bật một điều. Một trận đấu mang ý nghĩa thực sự giữa hai kình địch này xứng đáng được chờ đợi và hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn như thế nào. Và Finalissima 2022 không làm chúng ta thất vọng. Diego Maradona đã từ trần vào ngày 25 tháng 11 năm 2020 ở tuổi tròn 60. Nhưng ông chỉ bước chân từ cõi trần gian để chính thức bước vào thần thoại. Từ Barcelona, Maradona đến với Napoli và được giới thiệu đến truyền thông toàn thế giới với tư cách một cầu thủ Napoli vào ngày 5 tháng 7 năm 1984. Còn nơi ông được chào đón chẳng đâu khác ngoài San Paolo chật ních 75.000 người hâm mộ. Và nhân sự kiện đó, nhà báo thể thao David Gobat viết: "Tất cả các cổ động viên đều tin rằng
đấng cứu thế của họ đã đến. Một tờ báo ở Napoli thậm chí tuyên bố rằng không có thị trường, nhà cửa, trường học, xe bus, công ăn việc làm và vệ sinh cũng chẳng sao cả, bởi chúng ta đã có Maradona. Thật vậy, trước khi Maradona đến, bóng đá xứ sở mì ống đang được thống trị bởi các đội bóng đến từ phương Bắc hoặc miền Trung của đất nước như AC Milan, Juventus, Inter Milan hay AS Roma. Chưa từng có một đội bóng phương Nam nào từng giành được chức vô địch quốc gia. Đây có lẽ là bối cảnh hoàn hảo để Maradona và hình ảnh thiện cảm với tầng lớp lao động của ông tỏa sáng. Gia nhập đội bóng vĩ đại một thời nhưng hiện đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa giải Serie A 83-84, tức là trong quãng thời gian khó khăn nhất ở giải đấu khó nhằn số 1 thế giới thời bấy giờ, vực dậy nó, phát triển nó bằng tài năng của mình. Thách thức về mặt thể thao ấy, Maradona muốn nhận lãnh và làm thật tốt. Để rồi tại Napoli, Maradona đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Anh sớm được thừa kế tấm băng đội trưởng từ hậu vệ kỳ cựu của đội Giuseppe Bruscolotti và nhanh chóng trở thành một ngôi sao được yêu mến trong lòng người hâm mộ. Đổi lại, Maradona cũng nâng đội bóng lên kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử. Có một chuyện đáng chú ý là Diego Maradona chơi cho Napoli vào thời kỳ mà căng thẳng hai miền Nam Bắc ở Italia đang lên đến đỉnh điểm do nhiều vấn đề, đặc biệt là chênh lệch về mặt kinh tế. Thế nên khi Napoli đã giành được Scudetto đầu tiên của họ ở mùa giải 86-87 với sự dẫn dắt của Maradona trên sân, theo lời từ các cổ động viên kể lại, không khí ăn mừng của thành phố này đã trở nên náo loạn. Một loạt các bữa tiệc và lễ hội đường phố ngẫu hứng đã mở ra liên tục trong một tuần ở khắp mọi nơi. Thế giới như đảo lộn, người dân thậm chí tổ chức lễ tang giả cho Juventus và AC Milan rồi đốt quan tài của họ. Thậm chí còn xuất hiện cả một tờ giấy báo tử có dòng: tháng 5 năm 1987, phần còn lại của nước Ý đã bị đánh bại, một đế chế mới đã được khai sinh. Ngày đó những bức tranh đường phố về Maradona bắt đầu được vẽ lên tường các ngôi nhà và tòa nhà cổ kính của thành phố. Những đứa trẻ sơ sinh thậm chí được đặt tên Diego để vinh danh ông. Mùa giải tiếp theo, bộ ba tấn công huyền ảo của đội đã được lập nên bởi Maradona, Bruno Giordano và Careca. Sau này họ được mệnh danh là tam tấu truyền thuyết Marica, chơi chữ từ Magico, tức là phép thuật nhiệm màu. Với sự dẫn dắt của bộ ba này và tất nhiên hạt nhân vẫn là Maradona, Napoli giành Scudetto thứ hai ở mùa 89-90. Trước đó họ về nhì vào các mùa 87-88 và 88-89. Những danh hiệu huy hoàng khác của Napoli trong kỷ nguyên Maradona bao gồm Coppa Italia năm 1987, UEFA Cup năm 1989 và Siêu Cúp Italia năm 1990. Trong trận chung kết UEFA Cup năm 1989, trước đại diện của Đức Stuttgart, Maradona ghi bàn từ một quả phạt đền trong chiến thắng 2-1 trên sân nhà ở lượt đi. Bàn còn lại của Careca thực chất cũng là do ông kiến tạo. Đến trận lượt về trên sân khách vào ngày 17 tháng 3 năm đó, một trận hòa 3 đều, Maradona cũng kiến tạo cho Careca với một đường truyền bằng đầu. Trở lại với đấu trường quốc nội, mặc dù chủ yếu chơi ở vai trò tiền vệ sáng tạo, Maradona lại là vua phá lưới Serie A mùa 87-88 với 15 bàn thắng và là tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Napoli với cả thảy 115 bàn. Về sau cho đến tận năm 2017, kỷ lục mọi thời đại ấy mới bị phá vỡ cũng bởi một danh thủ mà Napoli yêu bằng cả trái tim, Marek Hamšík. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi ai là đối thủ khó nhằn nhất mà mình từng đối mặt, trung vệ huyền thoại Franco Baresi của AC Milan khẳng định đó chính là Maradona. Quan điểm ấy được tán đồng và chia sẻ bởi đồng đội của ông ở Rossoneri, Paolo Maldini. Maradona đã thành công rực rỡ trên sân cỏ Italia. Dẫu vậy, những vấn đề ngoài sân cỏ lại là điều mà ông không kiểm soát được. Việc sử dụng chất cấm cocaine của Maradona thời điểm đó được kể lại là liên tục và chưa dừng được. Những giai thoại kể rằng Maradona từng phải đóng 70.000 đô la Mỹ tiền phạt từ Napoli cho những lần bỏ lỡ các trận đấu và các buổi tập vì luôn trong dáng điệu căng thẳng và thiếu tỉnh táo. Ở Italia, Maradona thậm chí còn đối mặt với một vụ bê bối liên quan đến một đứa con hoang, cũng như là đối tượng tình nghi giao du với tổ chức mafia. Không chỉ được yêu mến, Maradona còn phải đối mặt với nhiều phản ứng dữ dội và cả sự quấy rối tới từ một số người hâm mộ địa phương sau World Cup 1990. Năm 2000, chiếc áo đấu số 10 của Napoli chính thức được treo vĩnh viễn để tri ân Maradona. Và như ta đã biết, vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, 9 ngày sau khi Maradona qua đời, sân nhà của Napoli chính thức được đổi tên thành Stadio Diego Armando Maradona. Maradona ở Napoli là một ký ức độc nhất vô nhị,
là một thiên sử ca hào hùng về vị thánh của thành phố này, một người Argentina nhưng chảy trong người một phần dòng máu Ý.